mua xe 700 triệu chưa lâu, Lộc Phụ Hồ lại xây nhà mới với sự giúp đỡ của nhân vật quyền lực. Mới đây trên YouTube cá nhân, Lộc Phụ Hồ đăng tải video có tựa đề, ăn mừng ngôi nhà mới sắp xong. Theo đó, nam YouTuber quê Khánh Hòa cho biết anh đang xây thêm căn nhà nhỏ thứ hai để phục vụ công việc. Ngôi nhà nhỏ có diện tích 16 m vuông, được xây trên mảnh đất của bố mẹ vợ Lộc Phụ Hồ. Bố vợ anh cũng là người đứng ra xây nhà trong lúc con rể bận rộn nhiều việc. Nam YouTuber chia sẻ, căn nhà có giá trị hơn 60 triệu đồng, trong khoảng một tuần nữa sẽ hoàn thiện phần thô và bắt đầu công đoạn sơn, lắp cửa. Sau khi xây dựng xong căn nhà riêng, Lộc Phụ Hồ sẽ tiếp tục hoạt động từ thiện, YouTuber chính x khẳng định. Dù ai nói như thế nào chỉ cần cái tâm mình tốt thôi nên Lộc vẫn tiếp tục làm chứ không bỏ cuộc, bây giờ có một ít người nói mình, trong khi nhiều người ủng hộ sao mình bỏ được. Bên cạnh đó Lộc Phụ Hồ tiết lộ, trong bao hoàn cảnh khó khăn anh đứng ra kêu gọi, có hai trường hợp đã được anh giúp đỡ xong đó là xe công trình phụ, nhà vệ sinh cho cụ bà 85 tuổi và một cụ bà sống đơn thân khác. Một người còn lại vẫn đang vướng mắc về giấy tờ và chờ thông báo của chính quyền địa phương. Lộc Phụ Hồ cho hay số tiền còn dư anh vẫn còn giữ và đã đăng công khai trên Zalo con số này hiện tại là hơn 30 triệu đồng. Cách đây không lâu, Lộc Phụ Hồ khoe tậu xe hơn Mitsubishi Xpander cơ Rót gần 700 triệu đồng để chở gạch, xi măng gây xôn xao cộng đồng mạng. Chiếc xe do bà xã Kim Thủy, cũng là một YouTuber, đứng tên sở hữu. Chính có một vài bình luận tiêu cực cho rằng Lộc Phụ Hồ đổi đời nhờ nhà vợ khi vừa xây nhà xong đã tậu xe và ngược lại, bà xã nhờ nam YouTuber nên cuộc sống cả gia đình sang trang. Trước ý kiến trái chiều của dân mạng, Kim Thủy đã lên tiếng giải thích, anh Lộc chia nhập hộ khẩu về đây do có khả năng không ở nhà trang nữa, khi mua xe không thể đứng tên được. Bên cạnh đó cô cũng tâm sự bản thân không quan trọng chuyện đi xe gì, đi xe máy cũng được, nhưng vì chồng không đứng tên được nên cô mới đứng tên hộ. Nam YouTuber cũng lên tiếng bên vượt vợ, anh cho biết để có những thành quả ngày hôm nay một phần lớn là nhờ vào sự giúp sức của vợ. Sau mọi chuyện tranh cãi về chiếc xe hơi, Lộc Phụ Hồ hy vọng mọi người ngừng bàn tán và hãy ủng hộ các công việc sắp tới của anh. Lộc Phụ Hồ cho biết thu nhập chính hiện nay của anh là từ YouTube, bên cạnh đó các hợp đồng quảng cáo cũng giúp Lộc Phụ Hồ thu được nhiều tiền hoa hồng. Tuy nhiên, hiện tượng mạng khẳng định thu nhập này không hề lên đến con số hàng tỷ đồng một năm như mọi người đồng đoán anh với bà xã kim thủy vẫn đi làm và tích góp để lo cho cuộc sống sau này